Phải mở ra, ai thấy? Cầm mở ra anh coi. Lấy bình đi. Tắt suối đây. Có một húng nước có cá nhiều mà, mọi người. Đây, mình vào đây. Có đấy. Chắc có đấy, tin là sẽ có đấy. Lâu nhỉ? Húng đâu nhỉ? Húng đâu, húng sao sao đâu. Hay là cho nó chui vào ống kia hết rồi. Bịt nó đây. Anh kéo đem đục cái này lại. Cá. Em ơi, để cho nó nước nó cạn á. Không, nước mình lắp ở trên kia rồi mà. Trong hầm. Đây. Thôi ai. Đây. Chào tất cả mọi người nhá. Mình vào hố này tát đây. Tát cá ở trong này đây. Chắc có cá chê cá gì đấy. Thế nào? Nó có sâu không nhỉ? Nông quá. Có quá. Ai biết được. Rồi. Sao đâu cạn thế nhỉ? Hả? Làm sao nó mà cạn được, nước chảy liên tục thế? Rắc trên kia mà. Mình chát nhưng mà nó vẫn còn cái ống to mỏng mình đấy. Ống này á? To mỏng đâu? Đây, thầy. Đây á. Từ từ sáng hôm nay để cho nước nó cạn thôi. Bỏ ra nó. Nó có bắt cá quả không? Có đây. Cá chư. Nó chư. Có cá quả ấy kìa. Nó chư ở ao họ xuống. Nó còn chư ở đây. Nó đi đây. Nó ra nào không? Vứt ra ngoài đây. Chứ đấy. Chứ nó biến đi. Cầm mở ra anh coi. Đúng cái này không? Không, không được. Xem coi đi. Bán thôi à mà. Cứ nó mà tức cơ thế đi. Cứ thế. Sau cái này. Bán thôi đi. Ra lấy bên nhà nhà ông lón đi ra. Ở đây à? Ở này cái nhà lón tấm nào nhỉ? Đi đây, đi tăng, hỏi tăng. Đây đây. Sau cái này mà. Xa chín. Được rồi đấy. Ôi anh bỏ cuộc đây. Chân yếu tay mềm không thể vào được đấy, vào đây được đâu. Chân yếu tay mềm không thể vào đây cùng các chú được. Này Khánh, xem bên kia đấy thằng nào nó có đang nó có nhảy nhảy không? À.
rồi. Chú rất cẩn thận nhé, xuống này đấy. Có không em ơi? Đen hàng rồi. Có đi nhé, vào cho mình có an toàn. Đi rồi, đi rồi, đi. Chắc là tối qua mưa thấy gì không kể. Chắc rồi là nói gì rồi chứ. Ai đi vớt hay tẩy máu gì đấy, cái lá đó đè này mọi người ơi. Nhai lắp vào nhá. Như mình ơi. Mình đi rồi đấy. Lá đó này. Lá chó lẻ đấy. Đây. Hay gọi là lá gì nhờ, ở dưới kia nó có cái tên khác không ạ? Dưới kia làm gì nó có không có thêm. Trên này, trên mình gọi là lá chó lẻ. Tôi mình ra ngoài đây. Anh ra cái này thấy. Rồi, ăn cơm cũng sẽ ra bên này, uống nước cũng sẽ ra bên này rồi. Chết rồi. Quá có tàn ra cái mặt tát kiểu này. Rồi, tối mai nó còn không biết nữa đi. Cần xuống nào. Căng rồi, căng rồi. Cắt cơm máu được rồi, cái chân của mình này. Bỏ cơm máu được, đá chó lẻ đây. Nông nét phải có cái gì thôi. Không cạn à? Có cạn đi. Lên trên xuống bên dưới, cũng lên thì làm sao nó mà cạn hết được. Trên này sắp hết rồi. Trên này sắp hết rồi mà. Có thu hoạch được cái gì không? Đó là một đợt vấn đề. Dưới kia trước à, đi mò đi quấn vào cá sơn. Dưới chỗ chỗ cái nào? Dưới chỗ chỗ cân bằng xa đây. À thế mình tí mình đi nhờ. Chỗ nào chỗ nào? Chỗ cân bằng xa ở dưới này này. Bớt rồi, bớt bụi mẹ, bớt bụi mọi người ạ. Làng náo nhiệt phấn khởi quá, mình chạy vào trước, mình chạy vào mò trước, cuối cùng bớt rồi. Nó phải hòn lá hay sao đấy, sắc lắm, làm mình chảy máu luôn. Có gì kìa? Cá đây nha. Ờ. Cái này cá này ngon mà. Cá chưa à? Cái này lấy em ơi. À lấy một em nữa đây. Cái này đang khỏi thì rồi. Trời ơi. Có không? Được không? Không. Đặt hết đây. Phát thêm nha. Tiết đây. Tiết. Với kìa, với nước ở chỗ khe kìa. Với các ống kìa, ống đang chảy đây.
Đấy, với nó qua đây. Mới nó sát vào cái tường ấy. Chốn vào cái con ông bà phương này cứ muốn phá. Thì nó là cứ nửa này. Bới moi để xem có không. À kia có cái mảnh bát vỡ sao đây. Mảnh bát vỡ mẹ dính vào mình rồi. Gấm phải rồi. Rồi bây giờ mình đi dép đây mọi người ạ. Mình phải đi dép đây. Nguy hiểm quá. Con gì đâu em ơi. Moi thấy con nào không? Con nào. Nó còn có nó đâu nó bắt qua nó cho mình mất. Nó giúp quăng ra. Nó đã có ăn à. Ê tôm em. Bữa nay cổng có hả? Mấy khủng như cầm lên rồi. Bà Moi thì xem nào em biết rồi. Bà Moi còn nào. Nó sao lắm. Đây cái bảo nó toàn ở con đấy là. Xem cá đã có không, có thì tát, không thì đi tát cho khác. Không cho đâu, ấy phải, chắc không có đâu. Đi chỗ khác. Nãy con sờ chứ mà. Sờ thấy không? Chỗ của anh thôi.